Dạ vâng, hello, xin chào anh em nhé. Xin chào anh em đã quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay nhé. Thì hôm nay em về được hai cây, lên cho các bác hai cây MacBook 2020 nhé, một E, một Pro. Hai con này cấu hình thì phổ thông, cấu hình khả năng là nó là dòng bán chạy nhất của MacBook năm 2020 đấy. Đó, cái đời 2020 thì mọi người dùng nó bền, máy nó bền lắm nhá, nó bền hơn các đời trước, phím thì phím cắt kéo dùng rất là ok. Bên em thì chuyên các dòng MacBook giá rẻ từ 4-5 triệu mọi người nhé, 4-5 triệu đến cái loại tầm có độ mấy chục triệu cũng có. Pro 11, M2 thì bác nào cần máy nào thì mọi người alo trực tiếp hoặc gọi điện Zalo các kiểu mọi người nhé. Đấy, con đầu tiên em sẽ lên cho mọi người một con MacBook Pro 2020. Lần đầu tiên bán giá là dưới 13 triệu cái đối với cây gấu hình này nhá. Bình thường em toàn bán về trên 13 triệu một tí thôi. Thì hôm nay thì đợt này thì nói chung là bán thì nó cũng phải xuống. Đầu tiên là bán 14 triệu rưỡi, 13 triệu rưỡi xong rồi. Xong là 13 triệu 3, 13 triệu tròn. Đấy. Bây giờ thì bán 12 triệu 8. Đấy, 12 triệu 8 nói chung là máy thì nó cứ từ đều nó xuống thôi. Mọi người mua thì cái dòng đời cũ này thì nó không tụt giá nhiều, nó tụt ít thôi. Đó, dùng vài tháng có thể mất 1-2 triệu thôi chứ cũng chẳng mất nhiều. Ví dụ mọi người mà muốn bán đi, chứ nó không như máy mới, mọi người ví dụ mọi người mua 30 triệu mọi người dùng tầm nửa tháng là mọi người mất 10 triệu là chuyện bình thường. Còn máy cũ thì nó tụt ít hơn, mất ít hơn. Đó, máy thì là full chức năng không lỗi mọi người nhé, kể cả vào mặt vân tay. Đây là MacBook Pro đời 2020 nhá. Màn hình là 13,3 inch Retina 2K mọi người nhá. Đó. Retina 2K MacBook Pro. Con này thì là bản 4 cổng cơ. 2020 này, đó. 13 inch. Cái đời này thì nó có hai loại phân loại mọi người nhá. Một phân loại là bộ xử lý này mọi người nhá, là 1.4 này, còn con này của em nó là 2.0 i5 lại từ nhá. Đấy mọi người phải nhớ rõ là cái con 1.4 này nó sẽ chậm, nó không thể mượt bằng con 2.0 được. Đấy, ví dụ như kiểu là cái bộ xử lý này nó giống như cái tốc độ đọc của cái chip ấy mọi người nhá. Đó. Nói chung là càng cao thì càng tốt. Bộ nhớ RAM cũng vậy nhá, con này bộ nhớ RAM 16GB. Ổ lưu trữ con này là 512GB nhá. Đấy, con này thì phục vụ em bán rất là nhiều con này, tại vì sao? Tại vì con này các bác hay mua về để cài Win song song nhá. Thì cực kỳ ngon luôn, cái đời này cài Win song song thì cực kỳ ngon luôn. Tại vì lên chip M1 thì mọi người không còn cài Win được song song nữa rồi. Chip M1 thì mọi người phải cài Win giả lập rồi, nên là cái con này bán rất là tốt. Pin là 4200 đây thì cũng thoải mái mọi người dùng nhé. Pin 4200 ok rồi. Đó, pin thì cũng dùng tầm độ 4-5 tiếng nữa. Thì nói chung là cũng ok cho mọi người một buổi làm việc. Nó không được như chip M1. Chip M1 thì nó 8-10 tiếng, 11-12 tiếng thì nó khác. Nhưng mà giá của nó cũng rất là cao. Ví dụ mọi người mua một con Pro M1 RAM 16512 thử xem, thì nó phải thêm con hơn con này 10 triệu mọi người nhé. Hơn con này tròn 10 triệu, có khi còn hơn 10 triệu ấy, mọi người mua chắc phải tầm 22, 23, 24 triệu tùy theo chất lượng. Đấy. Nó chỉ cùng đời với con này luôn đó, sản xuất cùng năm luôn nhưng mà nó chỉ cái hơn cái chip thôi. Thì nó đắt hơn hẳn bao nhiêu, rất là nhiều. Đó, còn con này thì tại vì con M1 nó ra nó ngon quá nên con này nó sẽ rẻ. Con này nó chỉ hơn được con M1 ở một cái là nó cài được Win song song, con M1 thì nó không cài được nữa. Đấy, nên chip M1 nó không cho cài Win song song nữa. Còn dùng tác vụ bình thường thì con này nó vẫn rất là ngon, dùng rất là sướng nhá. Không ảnh hưởng gì cả đấy, vân tay các kiểu đầy đủ này. Màn viết các kiểu thì nó cũng giống hệt như con M1, nó chẳng khác gì cả. Nó chẳng khác gì cả, nó chỉ khác cái chip thôi. Con M1 chip nó ngon hơn, dùng nó mát hơn. Dùng nó mát hơn, nó mượt hơn. Nhưng con này cũng mát mọi người nhá. 2020 này dùng cũng mát máy nhá. Đấy, màu trắng này mọi người này. Sẽ test màu cho mọi người, màn rất là đẹp, nó không ám màu không gì cả. Không lưu ảnh, không lưu màu. Đó, con M1 thì nó cũng chả hơn gì nhiều. Nói chung là nó, nếu mà mọi người dùng bình thường thì nó không đánh giá được. Tức là con M1 nếu mà dùng bình thường thì hai con thì nó cũng chả khác gì nhau nhiều. Nếu mà người dùng cái tác vụ nặng hơn thì ưu thế của cái chip M1 nó sẽ thể hiện ra. Nhưng mà nó đắt hơn con này tận chục triệu cơ. Đấy, bác nào mua thì mọi người alo em. Màu xanh nhá, 12 triệu 8 mọi người nhá. Nói chung là máy qua sử dụng thì đôi khi nó cũng có trời đấy. Nó như video em quay là mọi người nhìn thấy, máy thì cũng có trời chứ không phải không trời đâu. Bác nào mua cài Win song song các kiểu ấy thì ok, lấy con này hợp lý rồi.
Đấy, camera các kiểu chức năng thì không lỗi, vân tay còn em vừa test cho mọi người rồi. Đấy, âm thanh bọn Mark thì nó nghe nó hay nhá, âm thanh bọn Mark thì nó sướng lắm. Âm thanh và hiển thị của nó thì đẹp, hay, cài win song song mượt. Đó, em sẽ cho âm thanh lên. Than hoạt tính mới, giúp tránh dần lành tính. Chia từ nhãn hiệu số 1 Bogi, mua 1 tặng 1 cho dầu hao, giảm giá 15% cho nước tương, hạt nêm, vuông ngay. Mọi người thấy đấy nhá, âm thanh hiển thị và chất lượng của máy thì rất là tốt nhá. Máy thì em vẫn cam kết cho mọi người là không MDM và không ai cửa lao mọi người nhá. Đấy, mọi người mua về mọi người reset thoải mái cho em, reset cài đặt cập nhật các kiểu gì cũng thoải mái. Nhưng mà chip Intel thì mọi người không nên cập nhật cao, pin nó không được tốt thì mọi người cập nhật cao thì pin nó sẽ kém đi. Đấy, còn tất cả bình thường thôi, máy thì không lỗi, không lầm gì cả, màn biết kiểu chuẩn đẹp. Tiếp theo lên cho mọi người một con nữa nhá, con này thì full box MacBook Air mọi người nhá, dây sạc này, củ sạc các kiểu đầy đủ, có box luôn nhá. Đó, con này thì MacBook Air con này chip 11 đây, không phải là chip Intel nữa nhá. Đấy, ngoại hình thì cũng tương đối ok, màu gray mọi người nhá, màu gray MacBook Air chip 11 nhá. Đó, ngoại hình thì cũng tương đối là đẹp, không xấu nữa. Đấy, bắt đầu mua thì mọi người alo cho em. Cái dòng này thì con này cũng bán rất là tốt, tại vì sao? Tại vì cái thứ nhất là MacBook Air RAM của nó ấy cũng khá là cao, RAM 16 cơ. Đấy, MacBook Air 11 nhưng mà RAM 16 cơ. Đó, MacBook Air 11 RAM 16, ổ SSD của nó là 256GB. Thì nói chung là dùng vài năm nữa thì cũng ok. Đang để phiên bản phần mềm là mới nhất luôn nhá. Đấy, M1 này thì mọi người dùng tầm có chục năm nữa chắc vẫn dùng ok luôn, tại vì dòng này dùng rất là sướng, rất là mượt, mát máy lắm. Pin thì tầm 10 đến 12 tiếng luôn. Đây nhá, MacBook Air 11 đời 2020 này. Đó, chip M1, RAM 16 này. Ổ SSD của con này là chip M1 RAM 16, ổ SSD của nó là 256GB mọi người nhá. Đây này. Đó, con này nó còn đang còn Apple Care luôn mọi người nhá. MacBook tuy con này nó là đời 2020 nhưng mà đây mọi người này. Đó, sạc 47 lần pin 100% luôn nhá. Đó, con này pin cực kỳ tốt luôn, dùng cho em 10 12 tiếng luôn. Pin được 100% luôn. Đó, tí em sẽ check web cho mọi người xem qua nhá. Cái con M1 này. Đây, em sẽ check luôn. Con M1 này mua ngày tháng năm nào em sẽ check qua cho mọi người luôn nhá. Thì em sẽ check luôn thử, tại vì con này em nhớ hôm trước em nhớ là con này còn Apple Care cộng, nhưng mà không biết có chuẩn hay không.
Đây mọi người nhá. Mọi người nhìn nó rõ không? Đây, con này là ngày mua tháng 12 năm 2021 nhá. Đấy, mua tháng 12 năm 2021 Apple Care cộng là đến đến ngày 23 tháng 12 năm 2024 nhá, tức là bây giờ vẫn đang còn bảo hành. Đó, máy thì chưa có sửa chữa cái gì cả đây này, đó. Tức là vẫn còn đang bảo còn bảo hành mấy tháng đấy nhá. Đó, mọi người thấy ok chưa? Máy thì là full chức năng, chẳng lỗi lầm gì. Giá thì bình thường dòng E11 này mọi người mua thì nó phải tầm loanh quanh tầm 17 triệu đấy. Tầm 17 triệu đến 18 triệu, có chỗ bán tầm ngoài 18 một tí, nó tùy tùy theo từng nơi. Vân tay các kiểu thì cũng còn. Em thì để cho mọi người con này giá là 16 triệu rưỡi mọi người nhá, 16,5 triệu. Có một con duy nhất thôi, pin 100% có hộp luôn nhá, giá 16,5 triệu thôi. Thì nói chung là em cũng test qua cho mọi người rồi. Cái dòng này thì mọi người vẫn có thể reset cập nhật thoải mái, không 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 phải lo. Màn viết các kiểu thì đẹp, sạc có 47 lần, pin 100%. Đây màn trắng này, màn trắng màn đen nó kiểu thì cũng đẹp, ok, không ám ố gì cả đâu, không lưu ảnh, không lưu màu, không chết điểm, rất là ok rồi. Nói chung là mua về thì sẵn dùng thôi, không không, không vấn đề gì cả. Đấy, bắt đầu lấy con này thì vì làm học tập sinh viên nó kiểu cũng ngon. Đấy, mua về làm quà tặng cũng được, tại vì con này nó full box mà, ngoại hình nó cũng chuẩn, giá thì nó hợp lý rồi. Dùng vài năm, 5, 7 năm các kiểu thì cũng thoải mái hơn là cái dòng Intel. Dòng Intel thì về lâu về dài thì nó không thể được bằng 11. Đấy là một cái khẳng định. Tại vì sao cái 11 nó đắt? Tại vì 11 nó hỗ trợ cập nhật lâu hơn, dùng nó sẽ mượt hơn, mát hơn, pin tốt hơn. Đó. Còn âm thanh hiển thị thì nó không không khác nhiều. Âm thanh hiển thị thì nó cũng giống giống nhau thôi. Âm thanh hiển thị và bàn phím kiểu thì nó giống nhau, nó chẳng khác gì nhiều cả. Đây quay một cái xem. Với công nghệ ủ lạnh lâu từ châu Âu tạo nên một vị bia hoàn toàn mới. Cái dòng 11 này thì dùng rất là mượt mà và sướng mọi người nhé. Cái con E11 RAM 16 256GB này nó còn ngon hơn là con Pro 11 RAM 8 luôn nhé. À, bắt đầu mua thì mọi người alo trực tiếp hoặc là gọi điện Zalo Facebook cho em nhé. Đấy, một con duy nhất thôi, pin 100% sạc 47 lần. Rồi em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây mọi người nhé. Bắt đầu mua thì mọi người alo trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em.